Cầu hơn 640 tỷ đồng ở Cà Mau sắp hợp long. Ngày 24 tháng 9, theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau, dự án xây dựng cầu qua sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đạt 85% giá trị hợp đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị hợp long vào tháng 10 năm 2023. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 100 kỹ sư, công nhân, giám sát chia làm các ca làm việc xuyên suốt trên công trường, đảm bảo tiến độ. Nhà thầu đang triển khai lắp đặt ván khuôn cho phần dầm đúc trên đà giáo. Bên cạnh đó, nhiều nhân công đang làm ốp lan can cầu, thi công mặt đường dẫn, lòng cống qua đê trung ương. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giá nhiên liệu tăng cao, khan hiếm nguồn vật liệu. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của nhà thầu, đến nay khối lượng công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Cầu hơn 640 tỷ đồng ở Cà Mau sắp hợp long. Cầu Ông Đốc có chiều dài 1,42 km, phần cầu chính dài 690 m, tổng giá trị hợp đồng hơn 640 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 10 năm 2021. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp hình thành hệ thống giao thông liên hoàn từ Đông sang Tây, kết nối với đường ven biển của tỉnh lân cận, góp phần phát triển đô thị, kinh tế, xã hội của thị trấn Sông Đốc.